Anh ơi, làm trên này đi ạ. Em nhắn tin quá trời mà anh không làm. Ok em, hôm nay anh sẽ làm nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn món này nha. Ok, đầu tiên các bạn sẽ ấn vào dự án mới. Sau đó các bạn sẽ chọn cái video mà các bạn muốn edit vô. Rồi thì mình sẽ chọn được video này. Mình sẽ ấn vào video. Sau đó mình chọn chất số âm thanh để edit. Tiếp theo mình sẽ ấn vào thanh âm thanh. Và mình kéo qua, mình chọn khớp. Và mình sẽ bắt beat tự động nha các bạn. Sau đó mình sẽ ấn dấu tích V. Rồi bây giờ các bạn sẽ ấn dấu cộng ở đây để thêm bạn vào để edit nha. Thì mình cũng đã edit sẵn ở bên này rồi. Mình sẽ ấn qua và sau cho các bạn để cho đỡ tốn thời gian nha. Đây thì mình đã thêm bạn vô rồi nè. Các bạn sẽ thêm 8 ảnh vào để edit nha các bạn. Ảnh đầu tiên nè, các bạn sẽ kéo 0.7 giây. Ảnh thứ hai, các bạn kéo 0.4 giây. Ảnh thứ ba cũng 0.4 giây luôn. Ảnh thứ tư thì các bạn sẽ kéo 1.7 giây. Ảnh thứ năm các bạn kéo 0.8 giây. Ảnh thứ sáu các bạn để 0.4 giây. Và ảnh thứ bảy 0.4 giây. Ảnh thứ tám 0.4 giây. Ok, các bạn nhớ nha. Rồi các bạn sẽ thêm ảnh vô như mình. Rồi, đối với ảnh thứ nhất, các bạn sẽ ấn vào. Sau đó các bạn sẽ chọn hiệu ứng động. Các bạn chọn kết hợp. Và các bạn sẽ chọn nảy một ở trong cái phần kết hợp, hiệu ứng kết hợp. Các bạn chọn nảy một. Dấu tích V. Rồi, qua ảnh bên này. Thì để mình xóa đi làm cho các bạn dễ hiểu. Qua ảnh bên này thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái keyframe vào đầu bức ảnh. Và các bạn sẽ phóng to bức ảnh ra như mình. Đấy, phóng to vừa vừa như vậy thôi nha các bạn. Qua bên này cũng thế. Thêm một cái keyframe vô. Rồi, các bạn sẽ về giữa bức ảnh nè. Các bạn đẩy bức ảnh lên. Khi nào thấy gạch trắng trắng dưới đây này được nha các bạn. Sau đó các bạn kéo hết bức ảnh qua bên phải. Đấy, thấy gạch trắng trắng ở bên hông này luôn này được. Sau đó các bạn sẽ chia đôi mỗi bên ra. Một keyframe. Bên này một keyframe, chia đôi ra nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái keyframe bên này. Các bạn chạy bức ảnh về như cũ, còn là có bốn gạch xanh xanh bốn góc đó. Sau đó các bạn sẽ đẩy bức ảnh này hết cỡ cho nó lòi, cho nó hiện cái gạch trắng này là được. Sau đó các bạn sẽ quay cái keyframe bên này. Các bạn cũng chạy bức ảnh về như cũ trước đã. Sau đó các bạn kéo bức ảnh hết qua bên phải. Khi nào thấy gạch trắng trắng bên hông đấy là được nha. Sau đó các bạn sẽ thêm cho mình hai cái keyframe ở giữa các keyframe góc đó. Thêm keyframe cho hai cái. Bên này hai, bên này. Các bạn lưu ý là thêm cho nó đều vào thì nó sẽ hay, ảnh nó sẽ mượt hơn nha các bạn. Đó, mình sẽ thêm đều như thế. Thấy không? Rồi, sau khi mà các bạn thêm vô như vậy xong, các bạn nhớ những cái ba cái keyframe cũ ấy thì các bạn sẽ xóa nó đi. Thì keyframe cũ này, keyframe này mình sẽ xóa nó đi. Đây, mình sẽ xóa nó đi nhé. Rồi, bên này nó xóa đi. Bạn nào không nhớ thì các bạn có thể đếm 1, 2, 3 keyframe đầu, xóa keyframe thứ 4. Sau đó cứ cắt 2 keyframe này xóa đi, xóa đi. Đó, xóa đi 3 cái. Ok, sau khi các bạn làm xong thì nó sẽ ra hiệu ứng hình tròn như thế này. Sau đó các bạn sẽ ấn vào tấm hình và chọn sao chép. Đó, rồi các bạn sẽ kéo cái hình này cho nó bằng với cái bit ở bên này. Đó, rồi cái hình này thì các bạn sẽ xóa nó đi. Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái hình bên này. Các bạn biết làm gì vậy, để làm gì không, để mình đỡ phải làm keyframe cho hình bên này nữa các bạn. Nhưng mà hai hình này nó đều nhau nữa. Đó, các bạn sẽ ấn vào ảnh thứ hai bên này. Chọn thay thế. Rồi các bạn chọn thay thế sang ảnh khác mà các bạn muốn để thôi. Rồi ví dụ mình để ảnh này nha. Đó. Sau đó mình ảnh thứ tư này skill qua ảnh thứ tư. Ảnh thứ tư mình cũng sẽ xóa đi. Xóa keyframe đi để làm cho các bạn dễ hiểu. Rồi mình cũng xóa keyframe hết rồi nha các bạn. Mình sẽ thêm một cái keyframe vào đầu bức ảnh này. Sau đó mình phóng to bức ảnh ra như như video này. Đó, các bạn thấy không? Cái viền xanh xanh á, mình phóng to nhỏ như vậy thôi. Sau đó mình đẩy bức ảnh lên hết cỡ. Đó, cái gạch trắng trắng như đây. Sau đó mình sẽ về đuôi bức ảnh. Mình kéo bức ảnh xuống hết cỡ. Đó, thấy gạch trắng trắng này được. Sau đó mình về giữa, về để cái gạch trắng trắng này ra giữa. Mình kéo qua mình chọn đồ thị. Mình sẽ chọn đồ thị là Room 3. Các bạn ấn vào room 3, sau đó các bạn ấn thêm một lần nữa để chỉnh sửa cái đồ thị nhé. Rồi, các bạn sẽ ấn chỉnh sửa cái đồ thị như mình nè. Mình sẽ xóa, mình xóa xóa mấy cái cục tròn tròn này đi. Mình để hai cục thôi. Sau đó mình sẽ để cái đồ thị như này.
các bạn nhìn và các bạn làm theo nhé. Đó, mình sẽ để cái đồ thị như này. Các bạn làm theo y hệt như mình như vậy nhé các bạn. Sau đó nhớ tiếp về. Sau đó nhớ tiếp về tiếp. Rồi các bạn sẽ ấn vào video và chọn hiệu ứng động. Đây. Sau đó các bạn chọn kết hợp. Và ở cái hiệu ứng này thì các bạn sẽ chọn là con lắc 1. Các bạn chịu khó tìm ở trong cái hiệu ứng động kết hợp này nhé các bạn. Sau đó ấn dấu tiếp về. Rồi sau đó quản thứ hai thì các bạn cũng làm tương tự ảnh thứ nhất luôn, cũng thêm keyframe vào đầu bức ảnh, phóng to nó ra một xíu như thế này, sau đó đẩy bức ảnh lên hết cỡ và các bạn sẽ về đuôi bức ảnh và kéo bức ảnh xuống hết cỡ. Sau đó các bạn cũng thêm ấn vào đồ thị và thêm cái đồ thị rung 3 vào đây, rồi cũng một trận sửa và để cái đồ thị như này. Ok, nhớ thức về tiếp. Sau đó cũng làm như bên kia thôi, chọn hiệu ứng động, chọn kết hợp. Sau đó các bạn sẽ chọn con lắc 2. Hồi nãy cái hình kia thì mình chọn con lắc 1, thì bây giờ mình chọn con lắc 2. Ok, ấn dấu tiếp về. Rồi bây giờ qua ảnh bên này. Cái skill này thì mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn cách đây một tuần thì phải. Đó, qua ảnh bên này thì mình cũng thêm ảnh vô. Thêm ảnh vô thì mình cũng đã nói các bạn rồi. Bây giờ mình ấn vào lớp phủ. Mình sẽ chọn thêm lớp phủ. Và mình chọn thêm lớp phủ đây. Đó. Và mình sẽ chọn ra cái ảnh này để mình edit thì mình sẽ xóa mấy cái keyframe này đi. Rồi, đây, giả sử như cái ảnh này nha. Mình sẽ kéo cho cái ảnh này này, nó dài 1 giây. Đó, thì nó dài lên đây 1 giây. Và nó dài xuống đây một ít nữa này. Đó, sau đó mình sẽ ấn vào cái lớp phủ này, mình chọn hiệu ứng động, mình chọn kết hợp. Sau đó mình sẽ chọn là thu hẹp và đèn hồi. Cái này là cái thứ mấy đây? 1 2 3 4 5. Các bạn chọn cái thứ 5 nhé các bạn. Nhớ tiếp về. Đó, sau đó các bạn sẽ căn cái gạch trắng trắng này này thẳng vào cái chấm vàng ở trên. Thêm cho mình một cái keyframe vào. Ở chỗ này cũng thế, thêm cho mình một cái keyframe vào đây. Rồi, mình sẽ xóa cái lớp phụ này luôn để cho các bạn dễ hình dung hơn. Cái này coi như là mình đang làm mới đó. Rồi, sau khi các bạn thêm hai cái keyframe vô đây nữa. Ở trước cái keyframe đầu này, thêm một keyframe khác vô. Sau đó các bạn sẽ kéo qua. Chọn mờ, chọn độ mờ và các bạn đưa độ mờ này về 0. Tương tự bên này các bạn cũng thêm cho mình một cái keyframe ở đằng sau nó. Ấn vào độ mờ, kéo độ mờ về 0 luôn. Đó, khi mà các bạn kéo về 0 thì đằng sau này nó không có thấy nữa. Không có thấy cái ảnh lớp phụ này nữa. Đó là tác dụng của độ mờ nhá các bạn. Đó, sau đó các bạn sẽ sao chép cái lớp phụ này ra. Và các bạn đặt kéo cái lớp phụ này xuống dưới. Các bạn cắt cái gạch trắng trắng này thẳng vào cái chấm vàng ở trên. Sau đó các bạn sẽ kéo cái lớp phụ này cho nó bằng với cái keyframe ở bên trong này này, cho nó bằng với gạch trắng trắng này được. Đó, mình kéo qua bên trái một xíu nữa. Đó, nó thẳng như vậy này là được này các bạn. Sau đó mình sẽ thay thế cái lớp phụ này. Ấn vào nó, chọn thay thế. Thay thế cái ảnh ở trên đây này các bạn. Ảnh ở trên đây nhé. Đấy, thì mình cũng đã thay thế cái ảnh ở trên đây rồi. Rồi, bước tiếp theo của ảnh thứ 8 này, mình sẽ xóa cái keyframe đi luôn. Đó, xóa hết luôn. Rồi, ảnh thứ 8 thì các bạn sẽ phóng to ra hơn mấy cái ảnh kia. Đấy, các bạn có thể nhìn trên video của mình đang sau. Đó, nó sẽ phóng to đây đây. Và mình sẽ thêm một cái keyframe vào đầu bức ảnh. Qua cái ảnh đuôi đây thì mình cũng thêm một keyframe vào. Sau đó mình sẽ ra ở giữa bức ảnh nhé các bạn. Mình sẽ quay bức ảnh tầm 3 độ. Ok. Sau đó mình sẽ chia đôi ở mỗi bên nữa. Bên này cũng chia đôi. Rồi bước tiếp theo mình sẽ ấn vào cái keyframe đầu tiên. Mình kéo bức ảnh xuống một xíu. Rồi mình ấn vô cái ảnh ở cái keyframe tiếp theo. Mình kéo bức ảnh xuống một xíu. Sau đó mình thả ngón tay ra. Và mình kéo bức ảnh qua bên phải. Sau đó mình sẽ ấn vào keyframe thứ 3. Mình kéo bức ảnh qua bên phải. Rồi, các bạn lưu ý là mình kéo keyframe sao mà mình đừng để cho nó lộ cái viền đen ở xung quanh cái ảnh nha các bạn. Thì nó sẽ rất là xấu. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ tạo độ mờ bằng cách thêm hai keyframe phụ hai bên của keyframe chính. Đây, thêm hai cái. Và mình xoay cái keyframe chính đi nhé các bạn. Tương tự bên này cũng thế, thêm hai cái vô. Và xoay cái giữa đi. Đó.
rồi, các bạn làm tới cái công đoạn này là gần 90% là các bạn làm xong cái video rồi nhá các bạn. Bây giờ mình chỉ cần việc ấn vào cái ảnh thứ 8 đây và chọn sao chép nó ra. Đó, chọn sao chép nó ra và các bạn sẽ kéo cái ảnh này cho nó bằng vào cái bit. Tại vì có chỗ bit dài, bit ngắn đấy các bạn. Rồi các bạn cũng sao chép tiếp. Đấy, các bạn cũng sao chép từng cái ảnh ra và kéo cho nó bằng vào cái bit nhá các bạn. Rồi, sau khi mà các bạn sao chép hết ra tất cả các ảnh và đặt cho nó khớp vào cái bit chấm vàng thì các bạn sẽ ấn vào một cái tấm hình này và chọn thay thế. Sau đó các bạn chọn hình mà các bạn muốn edit thôi các bạn. Ok, thì mình cũng đã thay được hết tất cả các ảnh vô rồi này các bạn. À, còn đoạn đầu đó là các bạn, đoạn đầu trong video nó có cái hiệu ứng chuyển giao. Đây, mình sẽ ấn vào cái cục trắng trắng chuyển giao giữa hai bức ảnh. Sau đó mình trên cái tab cơ bản này, mình kéo qua mình chọn hiệu ứng mờ đen. Đây. Rồi. Ấn cái thứ hai, cái chuyển giao giữa bức ảnh thứ hai cũng là vậy nha các bạn. Là ở trong video nó làm hai cái mờ đen ở đầu bức ảnh như thế này. Thì video của mình đã hướng dẫn xong. Bạn nào mà thấy hay và hữu ích thì các bạn cho mình một like, một share và một subscribe kênh YouTube của mình nha. Không còn gì để nói nữa thì mình chúc tất cả các bạn thành công nha. Bye bye. Các bạn đừng quên mình nha. Bữa nay mình bận nên mình ít ra video. Các bạn hy vọng là các bạn luôn ủng hộ mình. Thank you các bạn rất nhiều. Bye bye.